Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay xuống vườn nó mưa to, nó ngập hết cả vườn rồi. Thì mình sẽ quay cho mọi người nô trang, bông trang lá nhỏ nha các bạn nhé. Ở đây thì mình có 3 loại, đã 3 loại màu. Đây là màu tím cánh sen này. Đây là một loại trang lá nhỏ của nhà mình. Loại này thì đều là hàng một thân hết nha các bạn nhé. Đây, gốc nó thoát được khoảng 10 phân và hoành của nó thì được khoảng độ 12-13. Loại cây to là 12-13. Có cây thì được 14. Ở đây thì mình có màu tím, màu đỏ và màu vàng. Cây thì bóng rất là đẹp. Cắt xén rất đẹp rồi và cây cao từ đáy chậu lên thì khoảng 1m2 thôi. Bóng là 1m1 nhé, bóng từ 1m đến 1m1, còn cây cao khoảng tầm 1m1 đến 1m2. Với đo từ mặt chậu lên thì bóng nó cây cao khoảng tầm 1m. Cây này thì cắt răm rất là dày và đây đang chuẩn bị bung nụ đây. Hàng này thì chắc là để số lượng nhiều và đẹp như này thì cũng không có nhiều nhà vườn có đâu ạ. Mình có màu tím này, màu đỏ này, bên này là trang đỏ và trang vàng. Hàng một cốt hoặc là hàng, đây là hàng một cốt này, đều thoát tầm 10 phân, sau đó thì bung cành, bung tàn và xén rất là mịn rồi. Hàng này thì mang ra ngoài Bắc này làm cũng được lâu rồi nên là nó thuần với cả thời tiết của Bắc rồi nhé các bạn nhé. Với các cây này thì mình nghĩ là chắc là các bác ở khu vực miền Bắc sẽ giao lưu nhiều hơn. Số lượng ở đây thì cũng khá là nhiều, chắc còn khoảng độ tầm hơn 100 chậu. Đấy, các bạn nhìn cốt này. Cốt này là thì cốt nó khoảng độ từ 12 đến 14. Phải có những cây cái cây size to thì nó có thể được 15. Nhưng mà số lượng nó chỉ có khoảng chục cây size to thôi. Hôm nay nó mưa to quá nên là nó bị ngập nước. Trang đỏ thì bắt đầu nó nở rực rỡ rồi này. Bông trang lá nhỏ thì có một cái đặc điểm là nó rất là nhiều răm cành và dày răm, lá nó bé nên là tạo tán và cắt xén nó dễ. Mầm của nó rất là nhiều nên là cái hoa của nó sẽ nhìn nó sẽ dày đặc và tạo thành cái khối rất là đẹp nhé. Mình thì làm bông trang lá chung rất là nhiều nhưng mà về nhìn nhận thì mình nhìn nhận khách quan thôi. Cái gì đẹp thì mình vẫn phải khen, còn cái gì mà thấy nó không tốt thì mình vẫn phải nói để cho mọi người cân nhắc, để mọi người có những cái quyết định làm sao mà cho chính xác nhất. Bạch trang đỏ này thì hoa đang rất là rực rỡ. Mình xin nhắc lại là nhà mình có trang đỏ này, trang tím và trang vàng nhé. Trang tím thì giá nó sẽ cao hơn. Những loại này thì mình bán xỉ lẻ luôn. Và các bạn cứ hỏi nhắn tin qua Zalo, nếu có nhu cầu thật sự thì các bạn nhắn tin qua Zalo số 55055 cho mình nhé. Mình đọc lại số này. Số là 03542 55055. Đấy là số Zalo của vườn mình. Các bạn nhắn tin vào đấy thì mình sẽ báo giá cũng như là báo kích thước cây cho các bạn nhé. Còn những cái loại này thì cây nó gần xem như nhau thôi. Nếu mà các bạn tin tưởng thì cứ cây to mình sẽ to đẹp, mình sẽ chọn trước cho mọi người. Còn cây mà nó chưa được đẹp lắm thì mình sẽ chăm để làm sao đẹp nhất để bán cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trung Kiên. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.